Em Tuấn xin thông báo lại cho các bác này. Bây giờ nó cũng đã gần hơn 2 giờ chiều rồi, gọi là 14 giờ chiều rồi. Các bác nào còn lăn tăn cái vấn đề gì, có những bác thì bình luận bảo: "Ô thế ông ấy tự đưa giá ra, ông ấy lại tự hạ giá." Ví dụ như con súp này sáng nay em Tuấn có báo các bác là con súp này là 7 triệu 9, em tặng các bác 2 triệu trong ngày đúng ngày mùng 1 hôm nay, còn 5 triệu 9. Có nhiều bác bảo được. Báo cáo với các bác là tất cả những mặt hàng em Tuấn đưa ở phía sau clip này nhé. Bác nào không tin thì cứ nhắn tin vào Zalo hoặc là nhắn tin vào trên số điện thoại. Em Tuấn sẽ gửi cái đường link em giới thiệu, em bán hàng trên YouTube cho các bác. Cách đây bao nhiêu ngày nó vẫn hiện trên đấy mà. Thì các bác sẽ biết. Chứ bán hàng không phải là thích nói mồm, nói phét đâu các bác nhé. Không nói bốc đồng đâu các bác nhé. Em nói luôn. Tất cả những mặt hàng này hôm nay em Tuấn nói đều có giá, đều có bản test, đều có khui hàng và đều có trên kênh rồi. Trên kênh cách đây 5-3 ngày hay 1 tuần hay 1 tháng hay nửa tháng đều có rồi. Nên không nhé, mời các bác vào tiếp phía sau nhé. Tất cả những mặt hàng phía sau đây em giới thiệu đều có bản giới thiệu rồi. Bắt đầu cần chi tiết em gửi link cho. Thì cái link đấy thì nó vẫn là ngày này em đăng, nó còn nguyên mà nhé. Để tránh những cái trường hợp có những bác, thật ra là các bác cứ cái đầu của bác xấu, bác cứ nghĩ người ta xấu. Em Tuấn chào các bác ạ. Chúc các bác một tháng mới tràn đầy năng lượng nhé. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng. Em Tuấn sẽ tặng nhé. Em có một chương trình tặng chứ không giảm giá đâu bác nhé. Không giảm giá mà tặng, bởi vì là chỉ nhận các bác nào chốt ngày hôm nay và đặt cọc ngày hôm nay thôi, em Tuấn sẽ tặng cho các bác. Còn những mức này mà em mà giảm giá thì chắc là các bác ý bán hàng, chắc các bác ý không để em yên. Nói luôn là em Tuấn ngày hôm nay em Tuấn sẽ tặng các bác nhé. Tặng với giá thành như nào thì em Tuấn sẽ báo luôn cho bác. Có nhiều bác thì cũng đặt ra cái vấn đề là: "Em Tuấn ơi, tại sao mọi ngày em bán iPhone với iPad cái mức giá..." Có nghĩa là nhiều bác hồi nhập lại của em để bán mà, nhận được không em? Mà tại sao loa em không cứ giảm à? Báo cáo các bác là một con iPad, một con iPhone em chỉ được mấy chục nghìn, đến con nào nhiều thì hơn 100 nghìn thôi bác ạ. Nhưng cái đấy đóng hàng nó rất là dễ, đóng hàng nó chỉ mất tầm khoảng 5 đến 7 phút, có con thì 3 phút là đóng hàng đã xong rồi. Nhưng một đôi loa như thế này em Tuấn mất rất nhiều xốp công đóng, rồi không may đi vận chuyển nó vỡ, quay đi quay lại chết các bạn đấy. Nói luôn như thế là các bác biết rồi. Còn con iPad, iPhone cái để đóng trong hộp sẵn là nhanh lắm, nó nhàn. Nên là cái đấy các bác ủng hộ em rất là nhiều, bởi vì nói thật là em khai giá mà, em bán hàng em khai giá cho bác lựa chọn thoải mái. Hàng lỗi, hàng con nào lỗi em cho đổi cơ mà, cho đổi cho trả, không có sao cả. Sau đây em Tuấn sẽ báo các bác là ngày hôm nay ngày mùng 1 nhá, em chỉ nhận đơn hàng này đúng ngày mùng 1 hôm nay. Hết ngày mùng 1 là em sẽ tạm dừng. Nên là clip em sẽ ghi là đúng ngày mùng 1 tặng các bác nhé, em không giảm giá nhá. Không nói giảm giá là các bác bán hàng cùng mấy kênh của em, cùng nhóm anh em các bác ấy nói. Em chỉ tặng đúng duy nhất ngày mùng 1 bác hộ em nhé. Thì đối với ngày hôm nay nhé, đối với lại dòng BMB đây, BMB 450C này thì em Tuấn đã giới thiệu cho bác rất là nhiều trong nhiều năm qua thì không nói nữa rồi. Nó trung bình có những thời điểm nó lên đến tận 5 triệu 8, 5 triệu 9, 6 triệu cơ. Xong đến giờ này là có những thời điểm 5 triệu và 4 triệu 8 là dòng bình nhé. Đấy, BMB 450C. Em Tuấn bao tình trạng gân gức các thứ các bác, zin làm cho bác hoàn tiền hiện hết. Chỉ việc dùng. BMB 450C ngày hôm nay em Tuấn tặng cho các bác nhé. Tặng nhá, không giảm nhá. Không đến lúc mà nghe không ra là dính Tuấn giảm là chết em ấy. Tặng cho bác nhá. Bác nào lấy trong ngày hôm nay em để cho 4 triệu 300 nghìn một đôi BMB 450C. Em phải nói luôn là tặng đấy nhá, không giảm. Ok chưa? Đấy. Sang đến B3, em từng đi từng loạt karaoke đã. Sang đến B3 này. B3 là ngày xưa tất cả những clip này đều có ở trên kênh của em nhiều năm nay rồi, và giá cũng có trên đấy, khui hàng có trên rồi. Trung bình thì 58, 6 mấy, 66 không mấy. Rồi là 48, có những 48 những đôi xấu, 47. Dòng này B3 này được thiết kế một bát 25, hai chung hai tép một thùng. Vậy là một đôi loa này có 10 con loa cơ. Đấy. Đôi này thì phân tần rất là khủng. À đây, em có khui cho khách hôm qua em quay đây. Phân tần nó quá khủng đây, B3 đây. Đấy. B3 trung bình là hơn 6 triệu, rồi có thời điểm là 5 triệu 6. Hôm nay em Tuấn tặng các bác nha, để cho bác mức giá 4 triệu 6 chỉ trong ngày mùng 1 hôm nay các chú hiệu em nhé. Chỉ trong ngày hôm nay ạ. Bác nào đặt cọc thì em mới chốt cho thôi. Còn không thì em Tuấn, bởi vì là hoan hỉ mà. Em tặng các bác rồi thì cũng đầu tháng cho mọi cái nó thoải mái nhé. Thoải mái, ok chưa? Đấy, B3. Em Tuấn để cho bác mức giá B3, 4 triệu 6. Đấy, còn tiếp tục nữa. Bác nào cần con hôm qua bác nào hỏi đô la khủng nữa. Trong này nữa. Nhá. Đây. Có đôi loa Phi Vây bát 40, model là 115DL.
mức giá trên kênh đã có đây rồi, nhìn chưa, đây, 9.900.000 này. Em Tuấn tặng cho các bác ngày hôm nay con 7.900.000 thần tài luôn nhá. 7.900.000 thần tài, con này đã có clip test, bắt đầu cần em Tuấn gửi clip test cho nó ra nhanh. Hôm qua bác nào hỏi đôi phi vây bát 40, em Tuấn nói luôn nhá, đây phi vây bát 40 em có clip test rồi, cần em gửi clip test cho. Giá trên kênh 9.900.000, em Tuấn tặng các bác còn 7.900.000 tặng nhá, đúng ngày hôm nay thôi, còn từ ngày mai là hết, không có. Nói tóm lại là qua 12 giờ đêm hôm nay là hết, không nhận chốt. Chốt. À, tiếp tục với lại con súp này. Con súp này cũng đã có clip giới thiệu ở trên kênh rồi. Cả một dãy súp thôi nhá. Nên nhá. Con BAS122 này. Con súp này trên kênh là mức giá 4.800.000. 4.800.000. Ngày hôm nay em Tuấn cũng tặng cho các bác mức giá còn 3.800.000 nhá. 3.800.000. 3.800.000. Con súp này em search lên Google toàn tiếng của Tây Tàu, người Tây giới thiệu xila xilo đấy. Điện 120V, bát 30. Nhá. Con này 4.800.000 tặng cho bác còn 38 nhá. 38. Thế cho nó sướng. À, tiếp tục sang đến dòng JBL này nữa. Đây. JBL KP 610. KP 610. Hàng ngày là 3.900.000 đúng không? 3.900.000. 3.900.000 một đôi này. Con này là KP 610, con này bác nào chơi vũ lực đánh thích này. KP 610 hàng made in China nhá. Hai rắc, con này bát 25, một tép kèn. À, báo cáo các bác là con này thì mọi ngày là để các bác mức giá là 3.900.000, hôm nay tặng các bác 1 triệu nữa còn 2.900.000 nhá. 2.900.000 đôi này. 2.900.000. Ok chưa ạ? Thế cho nó thích. À, quay sang đến tiếp tục nữa là đến súp đi bác nhá. Ra đây, súp hơi, súp điện. Chỉ duy nhất ngày mùng 1 hôm nay bác nhá, em Tuấn chỉ nói đúng ngày hôm nay thôi. À, đối với lại dòng súp, súp hơi này. Đây là dòng súp hơi bát 40. Đúng không ạ? Súp hơi hàng ngày đây, con này là con súp bát 40. Súp bát 40 hàng ngày là giá trên kênh là 4.800.000. Em Tuấn để cho bác ngày hôm nay nhá. Còn 36, 3.600.000 súp hơi bát 40. Súp hơi 40. Tặng nhá. Còn 36. Bác chú ý hộ em nhá. Nhớ em nhá, còn 36 này. Con này đánh bao phê luôn nhá, nhà em có đẩy ba kênh luôn nhá. À, sang tiếp tục một con súp điện. Con súp điện bát 40 của OPA, con này thì trên kênh em Tuấn đã giới thiệu cho bác rồi đúng không ạ? Dung nhà, con này trên kênh đang giới thiệu là 7.900.000. Nhớ là tặng các bác nhá, chỉ tặng duy nhất ngày hôm nay thôi. Bởi vì ngày hôm nay em tặng xong một lô là các bác chốt là em sẽ thuê người đóng. Vì những mặt hàng này đóng nó vất lắm, nó không thuê người đóng, thuê người vận chuyển một lèo một ngày thì đằng nào thì một chuyến xe bỏ công đi đấy, chứ không các bác mà giải em không chốt đâu, thì ngày mai em hủy mà. Đây là em tặng cho các bác thôi, em tặng làm chịu lỗ rồi nhé, tặng lỗ rồi, được chưa? Con súp điện này hàng ngày ở trên kênh còn clip test giới thiệu được 7.900.000, hôm nay em Tuấn tặng cho bác 2.000.000 luôn, còn 5.900.000 nhé. 5.900.000 một con này. Con này nặng gần 70 cân, 70 cân hay hơn 70 cân ý. Gần hôm trước em giới thiệu trên em trêu gần một tạ, nhưng mà con này hai người khênh mà xách vào cái quai xách của nó này này không xách được đâu, phải bê tận đáy để đi vì nó quá nặng, nó 70-80 cân cũng ít đâu ạ. Đấy, con này 7.900.000 tặng bác còn 5.900.000 nhá. Bác nào đang săn con này nhanh nhá, nhanh đi, con này đánh phá làng phá xóm luôn, nhanh kịp nhá. 5.900.000 được chưa? À, tiếp tục sang còn nhiều lắm. À, sang đến đây nhá. À, loa DK. À, loa DK thì bác ạ, đây dòng DK đến từ Anh Quốc đây. DK vừa về đấy. Ấy, anh em vừa dọn đẹp chưa? DK thì con này có khui hàng ngoài này rồi. DK thì hàng ngày các bác biết rồi, 48, 49, năm mấy tùy. DK thì bác nhìn đây, củ DK đây ạ. Dòng này mà các bác còn trên nữa thì đúng là em Tuấn không biết bán loa nào nữa. Nhiều lúc cứ đi ra lấy mấy cái đôi loa mới vớ vẩn, không khi làm cái gì. Dòng này nó thế này các bác. Bác nhìn loa nằm mà thiết kế này, thiết kế côn nước xương thế này thì bác biết nào. Con này trên kênh có thời điểm là 5.600.000, 4.800.000. Gần đây nhất là em giới thiệu là 4.800.000. Ngày hôm nay em Tuấn sẽ tặng cho bác nhá, DK riêng ngày hôm nay nhá. Riêng ngày hôm nay để cho bác 3.300.000. Bác nhìn này, phân tần này. Phân tần này, phê chưa ạ? Làm gì có loa nào phân tần thế này. Nhìn chưa? Con này chịu đòn rất là tốt. Đây. Dây cũng có cả DK luôn. DK từ
nằm từ cả trên dây luôn. Tép này. 3,3 triệu trong ngày hôm nay, chỉ ngày mùng 1 thôi ạ. Hôm nay em quay không ạ? Và tiếp tục nữa sang cho các bác lên cái loạt DTG. TG này ạ. Bác nhìn thấy lô loa TG chưa? Loa TG này. TG này trung bình là năm mấy, hơn 5 triệu rồi 4,8 triệu. Ngày hôm nay em Tuấn tặng cho bác còn lại mức giá 3,9 triệu. À đây em search luôn cho bác xem. TG. TG này hàng xịn của Korea bác nhá. Đây. Bác nhìn TG đấy ạ. Đúng nói chưa ạ? TG Korea hàng xịn. 12,2 triệu bác ạ. Nhá, model TS100 nữa. 12,2 triệu nữa các bác ạ. Bác nhìn chưa? Đấy, mua hàng mới đây 12,2 triệu. Bác nhìn thấy chưa ạ? Đây, không phải bảo em Tuấn nó chém gió. Nó đây. Nhìn thấy chưa ạ? Hàng chính hãng. 12,2 triệu nhá. Em Tuấn trong ngày hôm nay, đây là đấy là hàng mới 12,2 triệu. Đây là hàng bãi. Trong ngày hôm nay em Tuấn tặng nhá. TG hàng ngày là hơn 5 triệu với hàng ngày 4,8 triệu trên kênh. Hôm nay em Tuấn tặng cho các bác còn 3,9 triệu, 3,9 triệu TG. Đẹp lắm. Dòng này các bác chơi không cần súp luôn, đánh phê luôn. Hàng made in Korea, hàng xịn. Hàng xịn ạ. Ok chưa các bác? Rồi, hẹn các bác clip sau nhá. Này, lật cho bác nhìn thích không? Này có thích không?